2018. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các giải thưởng đến từ các nhà đồng hành sẽ được trao cho quán quân. Trong đêm chung kết gương mặt truyền hình tối 29 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh Lan Nhi, 19 tuổi, sinh viên khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành ngôi quán quân. Tuy nhiên, ngay khi Lan Nhi được xướng tên, mẹ ruột của cô ở hàng ghế khán giả bất ngờ ngất xỉu. Sự việc khiến khán phòng một phen nhốn nháo, những người xung quanh đã lập tức tiến hành sơ cứu cho bà. Được biết, mẹ ruột của Lan Nhi mắc bệnh tim. Sau khi sinh con, bà phải gửi con gái cho bà ngoại nuôi dưỡng, còn mình phát tâm ăn chay trường suốt 19 năm qua.